Hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình test thử hai bộ trống. Hai bộ trống thì cũng xoàng thôi. Em thứ nhất là em Cork Electride đây. Và em số 2 là em Allergic SR16. Và chúng ta lại bắt đầu trộn các nhưng mà phải cùng tempo. Ha ha ha.
cũng test thử một vài âm thanh của hai thằng em trống nổi tiếng này. Tuy nhiên đó chỉ là phần basic và sẽ trở lại với bà con. Thank you. Drum design.